Trên màn hình của quý vị là đội hình xuất phát của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 với thủ môn mang áo số 1 Trần Thị Kim Thanh, đội trưởng số 9 Huỳnh Như, số 10 Phan Thị Trang, số 14 Trần Thị Thùy Trang. Huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi đưa ra tới 6 sự thay đổi so với trận đấu lượt đi. Còn đây là đội hình xuất phát của các cầu thủ Phong Phú Hà Nam ở trong trận đấu cuối cùng của mùa giải 2020. Và số 36 đó là Nguyễn Thùy Linh. Như vậy là tiếng còi khai cuộc trên sân vận động Bình Dương đã bắt đầu. Hiệp 1 trận đấu thì các cầu thủ Phong Phú Hà Nam trong trang phục màu vàng sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn ảnh của quý vị. Đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi cùng những trợ lý cũng rất quen thuộc của mình đã rất thành công. Những cầu thủ ở 3 thế hệ khác nhau. Đó là một đường chuyền hơi sâu. Một pha phối hợp khá tốt của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Thì cô trò huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi đã có được chiến thắng 2-1. Dù cho đó là một trận đấu mà Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã cho thấy sự thận trọng với mục tiêu là giành một điểm. Nhưng bản lĩnh ở những thời điểm quyết định với những cá nhân biết cách tỏa sáng đã giúp cho đội bóng này có được chiến thắng và thẳng tiến tới ngôi vô địch sớm trước một vòng đấu. Ở những pha phối hợp cự ly nhỏ, bóng ngắn như vừa rồi thì cần phải đảm bảo đủ tốc độ và đúng nhịp. Rất nguy hiểm. Đó tiếp tục là một tình huống dứt điểm của Kim Miên. Trong hai quả đá phạt góc của Thành phố Hồ Chí Minh 1 thì số 27 Nguyễn Thị Kim Miên đã liên tiếp có được những cơ hội của mình. Pha đi bóng tự tin của Tuyết Ngân. Tốc độ của Tuyết Ngân. Cơ hội. Vừa rồi là tình huống dứt điểm đầu tiên của Huỳnh Như ở trong trận đấu ngày hôm nay. Ở những pha lên bóng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì hướng tấn công bên cánh phải đang tạo ra được sự linh hoạt. Và đây là hướng tiếp cận khung thành của câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Từ những quả tạt đến từ biên phải hay những pha phối hợp ở cự ly ngắn cũng xuất phát từ cánh phải. Cơ hội dành cho Thành phố Hồ Chí Minh 1. Tình huống tiếp bóng lại hơi dài một chút và nó đã khiến cho cơ hội trôi qua trước mũi giày của Phan Thị Trang. Đường chuyền rất tốt thuộc về Nguyễn Thị Mỹ Anh. Nhưng pha tiếp bóng bước 1 không thực sự hoàn hảo đã khiến cho cơ hội trôi qua đối với Phan Thị Trang. Khá nguy hiểm, cơ hội. Đó là một tình huống dứt điểm ở cự ly gần của các cầu thủ Phong Phú Hà Nam. Huỳnh Như. Cơ hội phản công dành cho Thành phố Hồ Chí Minh 1. Nhưng đáng tiếc là Phan Thị Trang lại để bóng trôi hết đường biên dọc. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống mà sóng gió đã đến với khung thành của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Đó là tình huống dứt điểm thuộc về cầu thủ mang áo số 2 bên phía Phong Phú Hà Nam. Đã có thời điểm Phạm Thị Tươi được thử sức ở vai trò của một tiền đạo. Điều đó cho thấy là đội bóng này thiếu đi một cầu thủ có khả năng thi đấu ở vị trí trung phong. Và điều đó cũng khiến cho phần nào hệ thống thi đấu của câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam không được triển khai một cách tốt nhất. Những tình huống phạt góc đang mang đến những cơ hội dứt điểm dành cho Phong Phú Hà Nam. Đường chuyền tốt. Cơ hội cho Mỹ Anh. Cú dứt điểm không vào. Tình huống dứt điểm ở góc hẹp của Nguyễn Thị Mỹ Anh. Sự cơ động của những cầu thủ đá cánh và đường chuyền rất tốt của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 và dứt điểm ở góc hẹp. Một tình huống mà nhịp tiếp bóng đầu tiên của Mỹ Anh cũng không thực sự hoàn hảo. Huỳnh Như. Đường chuyền dành cho đồng đội Tuyết Ngân. Cú dứt điểm. Cú đá vẫn là hơi hiền của Tuyết Ngân. Vẫn là những đường chuyền quyết định được Huỳnh Như thực hiện dành cho các đồng đội của mình. Trước sự áp sát của Thanh Lâm. Đường chuyền rất cố gắng của Tuyết Ngân. Thùy Trang.
Cú đá. Bóng vẫn còn, Huỳnh Như rất bình tĩnh. Và bàn thắng mở tỷ số đã được dành cho Thành phố Hồ Chí Minh 1 với một pha xử lý đẳng cấp của Huỳnh Như. Rất bản lĩnh. Có thể nói ở những thời điểm quyết định thì chúng ta không hề thấy một sự lúng túng hay luống cuống nào từ phía pha xử lý của Huỳnh Như. Đó là đẳng cấp của một chân sút hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam hiện nay. Một tình huống mà thủ môn bên phía Phong Phú Hà Nam đã bắt không gọn. Và khi bóng trôi ra đến tầm khống chế của Huỳnh Như thì có lẽ là cơ hội cản phá dành cho thủ môn bên phía Phong Phú Hà Nam đã quá muộn rồi. Đó thực sự là một pha xử lý đẳng cấp của Huỳnh Như. Bàn thắng thể hiện dấu ấn của kinh nghiệm và đẳng cấp. Ở những thời điểm quan trọng trong các trận đấu thì Huỳnh Như luôn cho thấy được dấu ấn của mình. Bàn thắng thứ 7 của cầu thủ này. Vòng cấm của Thành phố Hồ Chí Minh 1. Pha chạm bóng của Tuyết Dung rất nguy hiểm. Không có một điểm chạm nào. Một tình huống chạm bóng có ý đồ mà chỉ cần một điểm cắt thôi thì sẽ có được một cơ hội thực sự về phía khung thành của thủ môn Kim Thành. Lê Thu Thanh Hương không thành công ở điểm chạm đầu tiên. Và sau đó là Thanh Lâm cũng vậy. Và chính từ những phần thưởng như vậy giúp cho các cầu thủ có sự toàn tâm toàn ý để cống hiến cho địa phương cũng như cho câu lạc bộ của mình. Tuyết Dung vẫn là người thực hiện tình huống dứt điểm của các cầu thủ Phong Phú Hà Nam. Nhưng đây là pha bóng mà tiền vệ mang áo số 7, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi trong hai giai đoạn của sự nghiệp, nhất là khi trở lại đội tuyển quốc gia, đã có được những cống hiến rất lớn cho bóng đá nữ Việt Nam. Một người có sự nghiệp thi đấu rất bền. Đó là quyết định của Hồng Nhung. Pha ngoặt bóng để có thể dứt điểm bằng chân phải của Lê Thu Thanh Hương. Đó là pha bóng mà Thanh Hương đã hơi thiếu tự tin. Huỳnh Như, pha xử lý rất hay của Huỳnh Như. Và đường truyền chính xác, Mỹ Anh. Tình huống dứt điểm kỹ thuật của Mỹ Anh. Một pha lốp bóng kỹ thuật của cầu thủ mang áo số 25. Và nếu có thêm được một chút chính xác nữa thì bàn thắng đã đến với Mỹ Anh. Mỹ Anh là một trong những cầu thủ thi đấu rất tốt xuyên suốt cả hai giai đoạn lượt đi và lượt. Những pha lên bóng rất nhanh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Huỳnh Như. Một tình huống tì người tốt của Đỗ Thị Nguyên. Huỳnh Như đã bắt tốc độ tốt và rất chủ động để che bóng. Nhưng sự áp sát của Đỗ Thị Nguyên, một cầu thủ có thể hình và sức mạnh tốt hơn, đã khiến cho Huỳnh Như không thể có được một tình huống giữ bóng an toàn. Và lúc này thì cô cũng đang bị đau. Thủ Phong Phú Hà Nam đang cố gắng thực hiện những tình huống nhồi bóng để tiếp cận nhanh nhất đến khung thành của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Cơ hội, Lê Hoài Lương. Bàn thắng thứ hai dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Những quyết định thay người rất hợp lý của huấn luyện viên Kim Chi. Pha phối hợp giữa Bảo Châu và Hoài Lương, hai cầu thủ mới được vào sân. Chúng tôi đã nói tới những phương án tấn công khi mà chiều sâu đội hình của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 là ấn tượng như thế nào. Những cầu thủ vừa vào sân rất sung sức, có lối chơi ăn ý và họ đã ngay lập tức tận dụng được những khoảng trống bên phần sân của đối phương. Những pha phối hợp rất tốt giữa bộ ba Bảo Châu, Mỹ Anh và Hoài Lương. Pha tiếp bóng của Hoài Lương hết sức nhạy cảm. Và tình huống di chuyển trước đó của tiền đạo mang áo số 5, Bích Thùy. Bích Thùy cũng muốn thử sức dứt điểm. Một
một tình huống đá phạt. Đó sẽ là một tình huống đá phạt gián tiếp dành cho các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam đang rất tập trung cho những tình huống can thiệp. Và bàn thắng thứ 3 đã đến với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Đó là pha lập công của Bích Thùy. Và phối hợp để thực hiện quả đá phạt rất tốt, và chúng ta thấy được nụ cười từ phía ban huấn luyện câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Huấn luyện viên Kim Chi, trợ lý huấn luyện viên Kim Hồng. Đó là tình huống mồi bóng của Mỹ Anh. Trong một quả đá phạt gián tiếp thì cần đến điểm chạm thứ 2 thì những cầu thủ mới được thực hiện pha dứt điểm. Mỹ Anh đã chủ động mồi bóng để Bích Thùy có thể thực hiện cú dứt điểm của mình. Đó là một cú đá vào góc gần. Bóng đi hiểm hóc. Nhưng dù sao hôm nay là sinh nhật của Tuyết Dung, và chúng tôi cũng muốn gửi lời chúc Tuyết Dung sẽ có một tuổi mới thi đấu thành công cùng với bóng đá nữ Việt Nam trong năm 2021. Như vậy là trận đấu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Phong Phú Hà Nam đã khép lại.